Dạ đâu? Mặc dép được chưa? Phà lên. Đi vô. Đi. Phà lên rồi con. Quá tím. Quá gì năm? Quá. Lên phà lên rồi. Phà lên được kìa. Đi lại rồi có phà với năm nè. Lên đứng lên. Phà lên kìa, đó bốc khói rồi kìa. Bốc khói. Đó, nó nổ khói trên đó. Cái gì? Bắt khóa này chưa đi. Vé nãy đâu rồi? Vé này cầm ai? Chung với xe trên á. Hồi nãy chung xe trên mà. Anh lên trên, lên trên. Vé để nhà cho cái cửa này chị năm. Đó chắc biết rồi. Đó đưa đó. Rồi, thẳng tiếng. Mới làm. Đường này mới mà, đường này mới mà. Mới mở luôn hả? Thấy đường xong hả ai? Rồi rồi. Đang phải đợi chiếc xe trước đi mình mới đi con. Nó cạn nó lặng nó cạn quốc tế lớn quá. Ừ, cậu. Có công ty dầu khí này thấy không? Ừ, thấy. Đi cảng quốc tế rồi mà. Qua cảng quốc tế đi eo ai? Trời ơi quên. Thôi về đừng quay. Đi rồi. Ôi bà cũng được ha. À, cũng bự mà. Ừ. Lớn không đến nỗi nhỏ. Nhưng mà xe hơi thì được. Ừ. À đúng rồi đúng. Cảng dầu khí nè. À, nó đặt lắm kìa. Quá trời luôn. Mấy cái bồn kìa. Ừ, ga. Ừ. Chà. Dốc nguy hiểm lắm á. Cái này hai chiếc xe hơi chứ chiếc xe lớn chắc không được. Từ lấy lái xếp ở đây xong rồi mấy bà khoảnh lại. Ê, chừng lấy quá không được anh ơi. Ghê. Rồi rồi. Chí nó lái thành rồi. Rồi im mà, anh đi phà bà mà. Nó kêu mình từ từ á. Nó sợ đụng gầm á. Ừ, sợ đụng gầm á. Xe thấp quá, thấp. Xe này mấy xe này gầm thấp mà. Ừ, rồi xuống cái nó chúi giữa đụng gầm. Để xe mình rồi ghét nhất là đi đâu mà đi sang nước á. Đúng quá, đã quá. Thôi thì đâu rồi, giờ ghét đi sông nước. Miền Tây sông nước. Vấn đề là đúng là đi ra biển. Thôi được rồi. Đi nó đậu tải đẹp. Trời ơi. Đi đường sông nước rồi sợ. Miền Tây sông nước. Yeah. Ồ. Oh. Nước LA đục dữ.
thằng nhất 11. Mấy giờ mới chạy? Đúng 10 giờ. Đúng 10 giờ. Chạy theo tiếng hả? Tiếng chạy chuyến hả? Đúng rồi. Hôm qua còn chạy hai chuyến này. Hai chiếc cái gì? Dạ. Còn chiếc kia qua chưa thôi rồi. Chạy chạy nữa tiếng chạy lần. Nay chạy nữa lúc trước là chạy tiếng chạy lần, nay chạy nữa tiếng lần. Nửa tiếng chặn lần tắt máy rồi. Là tắt máy rồi. Ở phà ít người đi nên đâu rồi, đâu rồi, đông người lên rồi. Chạy đó, chạy đó. Một, hai, ba. Một, hai, ba, bốn, năm, bảy chiếc hả? Chiếc cùng bị kẹt rồi, cứ để rồi. Còn chiếc đang lên đúng không? Còn chiếc đang lên rồi đó. Còn chiếc đang xuống nữa mà. Còn chiếc cùng bị kẹt rồi đó. Không, nó vô lỗ ngay đây được nè. Ngay mấy bên đây nè. Ở đây nó không phát luôn nè. Mít luôn nó chạy đi đợi gì nữa. Chắc đủ chạy luôn chứ. À, hết chỗ luôn không? Đó. Làm mai, làm mai. Mấy giờ, mấy giờ anh? Không hồn. Cầm ở đó luôn. Rồi lên coi. Dư. Ok dư. Trả lại đi rồi. Giọt à. Chưa chạy vậy đúng giờ mới chạy thôi. Thôi chạy luôn. Bàn kia như con chiếc nữa. Rồi chạy hai chiếc, nãy nghe nói chạy hai chiếc á. Bên đây đi là bên kia cũng đi luôn á. Rồi hai chiếc gặp giữa sông. Nước của biển LA độc quá. Bữa đi bên phà Sa Đéc á. Nước trong lắm. Nước đục ghê luôn. Sa Đéc Đồng Tháp á. Bữa đi phà cũng bự hơn phà này. Đổ
thuyền xa bến thuyền nhờ chạy cũng nhanh ta. Chạy nhanh chứ. Chạy lượn vòng đó ta. Lượn vòng lên đây rồi mới vòng lại. Quanh đây xong mới vòng qua. Mới vòng qua kia bên kia chạy kìa. Bên kia chạy đó. Đó này đang đi ngược nước mà. À thấy nước chạy. Đây là cảng quốc tế đây. Chắc đây cảng quá nè. Cảng quốc tế LA Los Angeles Mỹ. Cần cảng quốc tế Long An kìa. Tết mà. Tàu vừa ấm cảng quốc tế Long An. Góc này là siêu đẹp luôn. Kia cũng gà. Nghe tiếng nước biển nè. Rào. Đi rào rồi. Thằng kia đi tới nghe đó. Nhìn lại một dòng biển. Kéo không? nhanh.
càng, không có bóc càng. Đụng phanh cái kìa. Lại nước á. Thằng kia cũng vòng xuống kia xong quành lại ha. Nó liên vòng. Liên vòng. Nước đang chạy nè, đánh đó. Này phải chạy hai phà đúng rồi đó, chứ chạy phà biết nào. Phà bên đây qua thằng kia lại kịp lúc luôn. Nó trôi dữ không? Hả? Lái tại nó trôi nữa. Thank you.
lại lên ủi vô á. Nhưng mà mẹ thiên hạ thấy cái vỏ. Nó tưởng đi đi đâu chứ. Bây giờ mình lên trước, anh ta lên trước. Xe máy lên trước. Đầu xe của Trí nó trội lên. Tại hồi này hơi gắt á, nên nó không sợ đụng cái xe, nó không kêu. Cái xe làm sao gà gà có cái mỗi gà kìa. Cấm mươi hả? Dốc cao quá, dốc quá cao rồi cái nhũi nó cấm bơi nè, dốc quá cao. Anh chạy cẩn thận coi chừng ấy nó tụt ra. Ừ. Sao không đi xéo được? 100 km. Lên phà phải đi xéo. Ủa sao chỗ này người ta cấm bơi rồi mà? Em ngồi để chú Trí chạy đây nè, dốc cao. Chính như vậy nó mới làm cái dốc cao đó, nước á. Gấp hai cục kia vô kìa, cho đi cho nó không có bị tụt da, sợ tụt á. Hồi nó cho anh, nó chỉ anh lên gì. Có mấy ông này lên mà xe máy trước rồi. Ủa chứ mà ma kìa nè. Từ từ. Từ rồi vậy mà. Nghe gì nói gì vậy? Đợi đi. Nói đàng hoàng. Từ từ từ. Cần Giờ dù bên đây còn quá sơ. Bên đây là Cần Giờ rồi, bên kia là Long An. Còn kia là Long An. Đi được cả. Ủa cái điện thoại đâu vậy? Trời ơi, hai đứa giật gì năm riết một hồi. Cho mình biết đường đi không vậy, mình đi trước vậy. Đâu có, lên đây, lên đây cho trống chỗ. Sơ quá ha. Đây nhìn quan sơ. Tại vì ngay giờ không mê đi chơi, chứ mê đi chơi cũng sắp bảy chỗ. Giống chồng chứ không? Cái này nó hết rồi. Cần có tư chống nhựa nè, ra nó sẽ đi mát hơn hả? Giống như đi đóng đi. Quan sơ quá. Chào và hẹn gặp lại mọi người ở sau, nhớ like đăng ký và ủng hộ chị Trinh Dừa và chị Trinh nhé, bye.